hôm nay lên một cái cấu hình karaoke giá rẻ anh em nhé. Thì cả một bộ combo này thì có hơn 20 triệu anh em nhé. 21 triệu sẽ bao gồm là một cục đẩy 2 kênh BK D6800 này. Con này thì công suất 8 chóng ở một kênh anh em nhé. Một con vàng cơ của PS. Con này là con PS FV99 nhé, mẫu ra mới nhất của hàng PS luôn. Một bộ micro hàng bãi của BS, đây là con F30. Tiếng cực kỳ hay luôn. Đấy. Đánh cùng cặp, và đây là sẽ là cặp loa full bass 30 của Bulin Sound. Ở đây là mã QLZF 212 anh em nhé. Cho anh em chơi thoải mái về cái vấn đề nghe nhạc này, karaoke này. Chơi những phòng gia đình vừa phải, phòng mà độ tầm dưới 30 mét anh em nhé. Thì trong combo này thì em chơi ghép súp vào đây. Để cho anh em chơi những cái phòng có cái combo tầm khoảng 30 mét là anh em chơi được thoải mái rồi nhá. Mức đầu tư này thì hàng mới là đẩy với lại vang. Đấy, còn cái cặp loa Pulin thì nó là hàng lướt anh em nhé, còn rất là đẹp. Đấy, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhé. Yeah.